Bao giờ chị mới đến? Em đang ở quán. Này anh, đừng có rông ghế nữa. Tôi thích thế đấy, quán nhà cô chắc. Bực mình. Ui da. Cho đáng đời. Bà chủ, doanh thu hôm nay. Chị đã tới quán rồi à? Đây là mẫu bánh cay mới. Được thôi. Đậm đà vị cay. Ngon đỉnh của chóp. Rất ngon, có thể mở bán. À em trai, em đến xin việc. Chào bà chủ. Xin việc hả? Đừng có mơ. Bỏ tay ra. Sao vậy mẹ? Món này cay lắm. Không được, mấy món này cũng thế. Thế con ăn gì? Ăn mì là được rồi. Em vừa phải thôi, cứ để cho con ăn thoải mái. Ba mẹ đừng cãi nhau, con ăn mì được rồi. Phải thế chứ, tận 11 món cay. Cay cay ngon ngon. Mẹ làm con phiền quá. Ăn mì của con đi. Đủ rồi đấy, con cầm lấy bịch đồ cay, thêm tiền mua đồ vặt nữa. Ăn cơm mất ngon. Đi rồi, mình chia nào. Tới của mẹ đỉnh thật. Tất nhiên, người không biết ăn cay, nhặt ớt ra, rửa trong nước lọc. Tao vẫn cay thế. Người biết ăn cay, cho chút ớt tươi. Cũng được đấy, người nghiện ăn cay, thêm ớt tươi vào, đổ ít thức bột nữa. Ăn cay mãi đỉnh, người bình thường ăn. Cũng ngon đấy, người cùng ăn uống. Ôi trời ạ, à, ngon đỉnh của chóp. Khi mẹ tôi ăn sữa chua. Nín đỡ phí. Ăn cũng được nha. Ngon đấy chứ. Quét cho bằng sạch. Tráng bằng nước sôi. Khi tôi ăn sữa chua, cho hết nhân vào. Cắm thìa lên. Để trong tủ đá. Chén thôi nào. Thành sữa chua đá. Lạnh nhưng mà ngon. Cách ăn bim bim kiểu mới. Cho bim bim ra đĩa. Đổ nốt vụn vào đảo đều. Ăn vài miếng bim bim. Rồi uống ngụm nước. Bạn sẽ thấy sự mới lạ. Giòn tan đã mồm. Ngon ngon nhức nách. Ăn bánh mực cay nào. Ai đã ăn vụng bánh của tôi? Chị đang giảm cân, không ăn vặt đâu. Ai mà thèm, mì trẻ em ngon hơn nhiều. Anh đang bận tay, sao ăn được? Để suy nghĩ thêm. Giòn tan đã mồm. Ngon ngon nhức nách. Mọi người, tôi đã biết là ai. Là ai?